Lại nữa, này thiện nam tử, nói rộng tu cúng dường làm, tất cả hết thảy các cõi Phật trong 10 phương ba đời cùng tận pháp giới khư không giới, trong mỗi một cực vi trần đều có chư Phật, nhiều như số cực vi trần trong hết thảy thế giới. Nơi mỗi Đức Phật có các hải hội Bồ Tát vây quanh, tôi do sức hạnh nguyện phổ hiền khởi tính giải sâu tri kiến hiện tiền, hãy điều dùng vật cúng dường thượng diệu để cúng dường, như là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc trời, mây tàng lộng trời, mây y phục trời, các thứ hương trời, hương xoa, hương đốt, hương bột, các mây như thế, mỗi một mây lượng như núi Chúa Tu Vi, thắp các thứ đèn, đèn thắp bằng chất tô, đèn dầu, các loại đèn dầu thơm, mỗi một kia tiêm đèn như núi Tu Di, dầu trong mỗi đèn như nước biển cảm, dùng các vật cúng dường như thế để thường cúng dường. Này các thiện nam tử, trong các pháp cúng dường là quý nhất, ấy là cúng dường bằng cách tu hành đúng theo lời Phật dạy, cúng dường bằng cách làm lợi chúng sanh, cúng dường bằng cách nhiếp thọ chúng sanh, cúng dường bằng cách chịu khổ thế cho chúng sanh, cúng dường bằng cách siêng tu thiện căn, cúng dường bằng cách chẳng xả nghiệp Bồ Tát, cúng dường bằng cách chẳng lìa Bồ Đề Tâm. Này thiện nam tử, vô lượng công đức cúng dường như trên so với công đức của pháp cúng dường, trong một điểm chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1.000, chẳng bằng 1 phần của 100.000 câu chi na yoga đa la phần, toán phần, số thần, dụ phần, upanishada phần, vì các Như Lai tôn trọng pháp, vì tu hành đúng như lời dạy sẽ ra sanh ra chư Phật, nếu các Bồ Tát hành pháp cúng dường thì được thành tựu cúng dường Như Lai, tu hành như thế là chân cúng dường. Vậy sự cúng dường rộng lớn như thế, tối thắng này, hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, sự cúng dường của tôi mới hết, nhưng vì hư không giới cho đến phiền não chẳng thể cùng tận, nên sự cúng dường này của tôi cũng chẳng có thể tận. Điểm điểm nối tiếp chẳng gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp chẳng hề mệt chán. À, vì có nghe, có đọc qua chưa? Tôi hôm qua, đầu tiên hả? So again, this description that the Buddha say how to practice generosity in detail. Yeah, let me read the English part briefly so that you can have the idea. Okay. Again, noble-minded men wish by abundant offerings of veneration to Buddhas. This means that in the smallest dust of the Buddha domains of the Dharma Circle and Commerce Void and 10 quarters and 3 yugas, in the speak of dust and six Buddhas equal in number to the smallest dust of all worlds. Each Buddha is surrounded by the ocean-wide assembly Bodhisattva, in whom I have profound faith and reverence, understanding through the power of vows of Bodhisattva Samatthambhaja. I will offer them the most rare and wondrous gifts so that flowery cloud, garden clouds, heavenly music cloud, celestial tapestry cloud, angelic garment cloud, all kind of heavenly perfumes, scent bombs, aromatic incense, aromatic power is equal to quality up to Mount Sumeru, the king of mountain. I would present the light lamp of various kinds, so that dream lamp, the oil lamp, the lamp of sweet perfumes, the wick of each lamp being in size at the Mount Sumeru, the king of mountains, and the burning oil of each ice, great ice, the water of the ocean. Seriously, I would offer such gift in veneration. O noble mind man, among all gifts, the crown of them are the gift of Dharma. Should give a cold offerings upon the instruction of all Buddhas, the offering of benefit all beings, the offering of embracing and sustaining all beings, the offerings of taking upon oneself the suffering of others, the offerings to foster the root of merit additionally, the offerings of swim not from Buddhist vow, and the offerings of departing not from the love of the Buddhist heart. O noble mind man, truly the merit of
to be derived from the offerings of material gifts, such as those enumerated are infinite, yet in comparison with the single thought of Dharma, they are as nothing. Though measures derived from material things, offerings would not be equal to hundredth part of merit of thought of Dharma, nay, not to a hundred of thousand of quotas of Nayuta, of Kalamas, of Upanishad. Why? Because the Dharma is held in highest esteem by all the Tathagatas. Moreover, all the Buddhas are begotten from Dharma through their profession, the practicing of conduct in accordance with this. Yet the Bodhisattva made offerings to the Dharma, to the Buddhas, then the offerings to the Tathagatas are completed. Thus, do the Bodhisattva present a purest offering of gifts to the Tathagatas. My offerings of such great and noble gifts to Buddhas will cease if the cosmic void of space is ended, the spirit of beings are ended, the karma of beings are ended, all the sorrow of beings are ended, but all as all things from the space of void to the sorrow of all beings are ended, so also will my offerings to Buddhas be endless, towards the certain thought without interruption, in bodily, vocal, and mental disc without weariness. Nào, quý vị thấy không? Phật ngài dạy đó, ha, Bồ Tát ngài dạy đó ha, cách cúng dường như vậy nè ha, là mình quán chiếu ha, tôi xin nói tóm tắt thôi, chứ còn giảng chi tiết rất là nhiều. Là trước chư Phật, không phải chỉ một vị Phật, Phật Bổn Sư Thích Ca thôi, mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời chúng ta phải cúng dường như vậy. So here, this passage, this universal worthy Bodhisattva encouraged us to make offerings not only to one historical Buddha, but also to all Buddhas. We visualize them in front of us. And whenever we make any offerings, we visualize that we offer all Buddha. Nên khi chúng ta cúng dường vị Phật, như quý vị đem thức ăn, đem trái cây, bông hoa, vị đem lên dâng lên bàn thờ đó, không phải chỉ cúng dường Phật Thích Ca, cúng dường một vị Phật, mà mình quán tưởng, mình cúng dường mười phương chư Phật trong ba đời. Rồi cúng dường đương nhiên đây trong đây nói là như mây hoa, hoa nhiều như mây, mây tràng hoa, mây âm nhạc của trời vân vân, là biểu trưng cho cái sự cúng dường mình rất là lớn, rất là nhiều. So again here, this Bodhisattva say that yes, we offer all kind of flower, all kind of incense, all kind of music, as far as display is unlimited. Rồi mình cúng dường đèn ha, đèn quý vị nghĩ giống hồi xưa dùng đèn đèn dầu á, đúng không? Mà đèn dầu là nước, cũng như là dầu á, bằng như như là nước của biển cả. Còn tim đèn á, bằng như là núi Tu Di. Là cái diễn sự diễn tả của Bồ Tát nói bức xề mà mình cúng dường rộng lớn như thế nào. So in here, this passage, this Bodhisattva say that, yes, we offer, for example, the lamp, the oil lamp. So he described that the oil as far as the water in the ocean, and the wick is as big as the mountain. So it just illustrate how much offerings we want to offer to Buddhas. Nhưng mà sao những cái sự cúng dường đó là sao? Họ bằng pháp cúng dường, pháp cúng dường thế nào ha? So regardless of the material things we offer, they would not be comparable to the offerings of Dharma. We will talk about that. Thì quý vị biết ha, những Phật dạy á, trong cái pháp bố thí á, có ba pháp bố thí, với ông bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. So in the practice of generosity, the Buddha teaches us that there's two types of practicing generosity. For example, we give the material, materialize. For example, the money, the food, and so forth. That's what we call external material. And internal material, we offer the blood, we give blood to others, bone marrow, or even organ donors.
we donate our organ to other people as the last day of our life. Quý vị biết ha, bố thí bao gồm bố thí tài, không, nội tài, ngoại tài. Ngoại tài là tiền bạc, thức ăn, vân. Ngoại tài là, đó là ngoại tài. Nội tài là gì? Máu của mình, tủy của mình, hoặc là trong cái driver license quý vị có không? Có organ đó nào không? Có không? Đó là cái last gift, cái sự bố thí cuối cùng nhất của cuộc đời mình cho người ta đó quý vị. Cũng được cho mình đó. That's the practice of material giving. The next one is the practice of giving the Dharma. We share the Dharma to others and so forth. That's what I emphasize here in this passage. Cái tiếp là bố thí pháp, là mình chia sẻ Phật pháp, không phải chỉ riêng chúng tôi giảng kinh thuyết pháp hay là tụng kinh vân vân, mà chính quý vị ha, mỗi quý vị chúng ta chia sẻ Phật pháp với Phật tử, với người thân trong gia đình, với những người có duyên mình cũng là bố thí pháp đó. So for lay people, you can share Buddhism, you can share teaching with your family members, with your friends or whoever. So those are the giving of Dharma. Và cuối cùng là bố thí vô ý ha. Vô ý là vô là không, ý là sợ hãi. So the last one is the giving of fearlessness. Có nghĩa là khi mà ai đó họ sợ hãi, họ lo âu, buồn phiền, họ bị khủng hoảng, mình đến mình chia sẻ, mình đến mình khuyên lơn họ, đến mình nói dành cho họ giảm bớt hay không còn sợ hãi nữa, không còn lo âu buồn phiền nữa. Đó chính là bố thí vô ý. So when there's someone they feel they're afraid of ghosts, they're afraid of darkness, they're afraid of their own anxiety and so forth, we come to comfort them, to calm their mind. So that is the practice of fearlessness. Thường á, cuối năm hay đầu năm á, chúng ta chúc tụng với nhau ha, đến chùa hay nhà bất cứ chỗ nào, chúng ta chúc tụng gì? Sao? Cầu cho được gì? Bình an, mạnh khỏe, nó dồi dào sức khỏe phải không? Rồi gì nữa? Làm ăn phát đạt phải không? Sở cầu được như ý phải không? Mình cầu nguyện như vậy đó, mình chúc tụng được với nhau như vậy đó. Như vậy những cái điều chúc tụng của mình, những cái điều chúc tụng may mắn nhất, tốt đẹp nhất đến với người khác, đến với những người mình biết vân vân, những điều chúc tụng đó nó dễ thành tựu không? Nếu mình không làm, có thành tựu được không? No way. So usually, for example, in the new year, right, we send the wish to other people. We wish that you have the healthy life. We wish that you be successful. We wish that you be strong and so forth. So even we have those type of wishes, can we accomplish them without doing anything? No way. We have to do. Cho nên trong đạo Phật á, Đức Phật ngài dạy về ba cái cách mà bố thí như vậy đó. Để gì? Bố thí tiền tài thì để mình được gì? Làm ăn phát đạt đúng không? Bố thí tiền tài có cho ra thì mình mới có phước báo làm cái gì được đó, thành công đó. Thì mình thấy tại sao có người qua Mỹ hay Việt Nam vân vân, có người làm ăn làm được đâu thành công đó, còn có người làm đâu thất bại đó, cũng từ đó mà ra. Đấy không? Mình có cho ra tự nhiên mình có phước báo. So the first thing when we wish that we be successful in the business, definitely it would need us to put an effort in order to accomplish that wish. So when we give out, we help other people, especially give out the material things, we will be successful. We can be successful in doing business because of the merit of the blessing that we create. Rồi khi mình bố thí pháp á, mình chia sẻ Phật pháp á, mình được gì vậy? Được gì? Trí huệ, đúng rồi đó. When we share the Buddhism, we share the Buddha teaching to others, yeah, therefore we gain the wisdom. Rồi khi mình bố thí vô ý á, mình được gì? Hả?
những điều mà mình cầu nguyện với nhau đó, chúc chúc tụng với nhau á. Sao quý vị bên chùa Phật giác á, khi mình bố thí vô ý á, thì mình được gì quý vị? Thầy giáo pháp, thầy giáo đạo hỏi có ai trả lời được không? Quý vị có ai em Khi mình bố thí vô ý á, được gì? quản lý nói là được an lạc Được an lạc. thầy. Khi mình chúc tụng với nhau thì sao? Được gì? Dồi dào sức khỏe. Tức là sức khỏe mình sao? Được dồi dào là khỏe mạnh đúng không? Mình bố thí vô ý, mình giúp cho người khác khỏi lo sợ, khỏi bị khủng hoảng. Đó chính là mình được cái sức khỏe dồi dào về tâm và về thân chỗ đó đó. Đúng không? So when we practice the fearlessness, generosity, giving up fearlessness, we will get the healthy life, physically and mentally, because we have other people to calm their mind, to be peaceful and to be happy. Cho nên vì nhớ chưa, cái gì cũng có nhân có quả với nhau, chứ không phải là mình cầu nguyện là được, không phải vậy, là mình phải làm. Trong đạo Phật vậy đó, mình có làm mình có ăn, nó rất thực tế, nó hợp với gì, hợp với nhân quả. So again in Buddhism, everything is accord with the law of karma. Whatever we wish to have, but if we don't put in practice, there's no way for us to accomplish those wishes we have to do. Vì nhớ chưa ha? Cho nên khi mình chúc tụng với nhau, mình cũng phải nhớ nhắc lại. Nếu muốn mà giàu, muốn được giàu sang, muốn được làm đâu may mắn đó, làm đâu thành tựu đó, thì phải sao? Bố thí gì? Bố thí, đúng không? So again, when we wish that other people to be successful when they do business, definitely we remind them that they need to give out, we need to give the material to others and so forth. Cái đó là cái phần, một phần chính mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay. Mà cộng thêm nữa đó, quý vị nhớ câu chuyện mà bà lão cúng dường một ngọn đèn đèn dầu không? Nhớ không? Nhớ sao không mấy cô? Nhớ không? Đúng rồi. Thì nói câu chuyện ha, nói tóm tắt lại ha, thì có bà lão đó, bà lão đi ăn xin, thấy không, bà xin xin được một đồng tiền vàng á, thì bà thấy Đức Phật thì bà mừng quá đi, bà khởi tâm thành, bà dùng cái đồng tiền đó mà mua gì, mua dầu để mà cúng dường ngọn đèn dầu đó cho Phật, đúng không? Rồi ông vua A Xà Thế á, cũng là Phật tử thuần thành, ổng là vua mà, ổng order, ổng kêu quân quan quân gì đó chở biết bao nhiêu thùng dầu tới để cúng dường Phật, đến tịnh xá cúng dường Phật á. Nhưng sao cái ngọn đèn dầu của bà ta đã sáng rực hơn, phải không? So this is a story. It's just a homeless lady. She begged for food and money. Somehow she got $1. You can say that. So she used up all that $1 money to buy the oil to make offerings to the Buddha. And at the same time, the king, of course, the king, he ordered the oil so that the monk can light up in the monastery. You know, in the past, there's no electricity. But what happened then? The light of the oil lamp from that lady is more brighter, much brighter than the light from the king oil lamp that he offered. Why is that? Vì biết tại sao phải không? Tại sao? Do gì? Do cái tâm thành mà ra. So again, the reason why the light of the oil lamp of that homeless lady is so brighter than the oil lamp of the king, because of her sincerity. Cho nên trong đạo Phật cũng mình là sao? Không tính bằng số lượng mà tính bằng gì vậy? Tâm thành. Tâm thành là chuyện của tất cả. Mình cúng dường ít mà với cái tâm thành mình được cái công đức phước báo nhiều. Ngược lại mình cúng dường nhiều mà với cái tâm không có chân thành chân thiết thì cái phước báo cũng được bao nhiêu.
không? Thì đương nhiên khi mình cúng dường nhiều mà với tâm thành chân thành chân thiết thì đương nhiên cái phước báo lớn bao nhiêu hơn thôi. So again, Buddhism evidence start from the mind. If we make offerings without sincerity, yes, we accomplish, we get good retribution. But if we offer more than others, but somehow we don't have much sincerity, merit is little. Cho nên trong đây đó, Bồ Tát của hiện tại chúng ta đó từ sau tràng hoa âm nhạc y phục của trời nhiều như mây vân vân, đó là tưởng biểu trưng cho cái sự cúng dường nhiều của mình phải không, đúng không? Nhưng sao trong đây ở dưới đây đó ngài nói sao, trong các pháp cúng dường pháp mới là quan trọng nhất, mới là quý nhất, mới là có ý nghĩa nhiều nhất. So here in this description, this Bodhisattva say that, oh, even we offer all kind of flower, all kind of incense, all kind of music as vast as the sky. So those kind of merit could not be comparable to the way that we offer the Dharma. What is mean by offering the Dharma here? Cho nên đây ngài giải sao? Trong các pháp cúng dường là pháp quý nhất ha. Đó là cúng dường bằng cách tu hành đúng theo lời Phật dạy. Vì thấy rõ chưa? Mình có bố thí cúng dường nhiều đi nữa mà không có hành trì đúng lời Phật dạy thì sao? Vì sao? Cũng có phước. Cái phước hữu lậu, phước một thời gian nào đó thôi rồi sẽ hết. So in the next one, this Buddhist say that the offering of the Dharma is mean we need to practice attention. That's the first thing. Bởi vì nhớ câu chuyện của ông vua Lương Vũ Đế phải không? Nhớ không? Nhớ câu chuyện ông vua Lương Vũ Đế không? Biết không? Không biết hả? Là ông vua Lương Vũ Đế là một vị vua gần như là được xem là vua ở Trung Quốc á, không? Là vị vua Phật tử có tâm thành với Tam Bảo đó, thì ông ta gặp bộ tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông ta mới khoe nói tôi xây dựng biết bao nhiêu ngôi chùa vì làm vua mà, biết bao nhiêu ngôi chùa rồi in biết bao nhiêu kinh rồi, giúp cho chư tăng ni tu tập rồi hoằng pháp lợi sanh vân vân, thì công đức của tôi có nhiều không, nhớ câu chuyện đó không? Thì tổ mới nói không, nhưng mà tổ cũng giải thích không là không có cái phước báo vô lậu, mà phước báo hữu lậu vẫn có. Phước báo hữu lậu là phước báo sau này sẽ sanh lên cõi trời ở cõi người vân vân, hưởng phước báo đó, hưởng thì sao hết. Phước báo vô lậu không có, vô lậu là gì? Cái phước báo do tu tập không có, chỉ là bố thí bên ngoài thôi mà không sự tu tập. So again we know the story of Bodhidharma, right, and the Chinese king, right, Lương Vô Đế. So he proud himself that he build so many temple, he bring so many Buddhist sutra, he have so many Buddhist monks and nuns to practice and to propagate Buddha Dharma. So he asked Buddha Dharma whether he has merit or not. So Buddha Dharma say zero, no. This is talk about the what do you call the transcendental merit, not the secular merit. Of course, Buddhadharma explained that, yeah, definitely after you pass away, you can get all kind of blessings, but those kind of blessings come and go. The important thing is your practice. And then, đây chúng tôi cũng xin nhắc lại ha, vì nhớ ha, nếu mà chúng ta có cúng dường nhiều gì đi nữa mà không có chịu tu thì sao? Hả? Những phước đó, phước báo đó thì sao? Sao? Phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu thì phước báo đó thì sao? Dễ sao á? Dễ đốt nhất á, dễ đốt lắm á. So again, in Buddhist view, if we practice the giving, especially material giving, like the flour, the food, and even to support the temple. But what happens if we put wrong practice? One day we may burn out all merit. Nhất là sao? Khi mình giận, mình hờn. Quý vị biết ha, bây giờ rất là nhiều trường hợp xảy ra phải không? Biết điều đó phải không? Giận rồi hờn rồi vân vân, không có điều phục được tâm mình á. Dẫu mình có bố thí cúng dường hộ trì Tam Bảo bao nhiêu đi,
Nếu mà không có sự tu tập thì sao? Những cái phước báo đó dễ dễ đốt lắm, đúng không? À, nội cái câu mình nhớ rằng là 100 sân hận thì sao? Thiêu cả rừng công đức chỗ đó. Khi mình sân, mình bực tức ai đó, nhất là bực tức chùa thế này thế nọ, là mình đi nói thế này thế nọ, là công đức mình bố thí, công đức mình xây chùa là bài hết rồi. So again, in Buddhist view, without practicing Buddhism, without control our mentality, those kind of merit that we trade, that we offer to Buddha, to Buddhism, or even to build a temple and so forth, we disappear easily. We burn out easily if we could not control our mentality, we could not control anger and so forth. Cho nên bị nhớ chưa? Nhớ mình bố thí quan trọng nhất là làm sao? Là theo theo lời Phật dạy, là hành trì đúng lời Phật dạy mới thực sự là. So one more time, when we practice according to Buddha teaching, that is the most important offerings to the Dharma. Rồi đó, không những cho mình nữa, mà cúng dường bằng cách làm lợi ích cho chúng sanh. So the next one is that not only we practice ourselves, but we also help other people. We benefit other people by sharing the Dharma. Tại sao vậy? Theo bên Nam Tông thì tu tập chỉ riêng mình đủ rồi. Mình cố gắng tu để thoát vòng sinh tử luân hồi. Cuộc đời này nó khổ quá rồi, hỏi tôi không muốn ở đây nữa. Đúng không? Nhưng mà sao trong Bát Tông khác, mình đúng, mình thấy cuộc đời nó khổ đó, mình cũng cố gắng tu tập đó. Nhưng bên cạnh đó, không phải chỉ riêng mình khổ, mà biết bao nhiêu người xung quanh mình, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái, những người xung quanh, biết bao nhiêu chuyện khổ. Mình đành lòng sao mình đi một mình được, đúng không? Đó, cho nên cúng dường bằng cách làm lên chúng sanh. Chúng sanh đây là tất cả mọi người có duyên với mình. So again, in Theravada tradition, that's enough for us to practice, for example, meditation, so that we can transform all of our emotional fluctuations, so that we can attain Nirvana. That's of course. But in the Mahayana tradition, no, that's not enough. We will also take care of ourselves and other people too, because they have the same sufferings as us. So we cannot run away by ourselves. So we need to benefit others. Rồi cúng dường bằng cách nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp thọ là hướng dẫn, nhắc nhở, như cha mẹ, nhắc nhở con cái, thầy tổ, nhắc nhở đệ tử, vân vân. Và mình giúp đỡ, dẫn dắt họ vào đạo chỗ đó đó. So the next one is the offerings by the means of guiding other people to follow Buddhism. Cho nên không phải chỉ riêng mình hành trì không thôi, mà mình phải hướng dẫn người khác ha. Rồi cúng dường bằng cách chịu khổ thế cho chúng sanh. Này khó hơn nữa phải không? So the next one is the offerings by handling the suffering on their behalf. For example, let's say you have the cat. If you let the cat run around, they may be starving, but now you take care of them. That's why you help them to live from their suffering. Also, you take their suffering on your part because a lot of work for you to take care of them. Và cúng dường bằng cách chịu khổ thế chúng sanh. Quý vị có làm được không? Trong nhà đó, vợ hy sinh cho chồng đúng không? Chồng hy sinh cho vợ. Cha mẹ hy sinh con cái đúng không? Nhưng mà sao? Chỉ lòng vòng lẫn quẩn trong gia đình mình thôi, đúng không? So again, definitely when we talk about we want to test the suffering on behalf of other, but the practical sense, we can recognize that somehow we know the husband sacrificed their life for the wife sacrificed their life for the husband, the parents sacrificed their life for the children, but no matter what, it's just within the circle of family. It's so limited. Tuy nhiên chúng ta làm được đó, làm chỉ trong trong gì trong giới hạn gia đình mình thôi. Còn trong đạo Phật, còn trong cái hạnh Bồ Tát này đó, Bồ Tát thầy chư Phật dạy chúng ta là sao? Không phải chỉ riêng cho người thân của mình thôi,
mà mình phải cố gắng hy sinh cho người khác. Khó lắm vì ha, mỗi khi mà chúng ta nhịn ăn nhịn mặc hay là lấy trích một phần tiền lương của mình mà chia sẻ cho người nghèo ở Việt Nam, cũng là giúp cho những người nghèo đó, là chịu khổ cho họ đó, đúng không? Đó là về mặt tiền bạc, đúng không? Nhưng mà đó cái phần gì, đa phần là sao? Tiền có dư, đúng không? Không thể nào mình dùng hết tất cả tiền bạc mình làm ra mình cho người khác được, khó lắm. Chỉ trừ khi mình xả hết, hay là đối với người xuất gia là buông xả hết, làm gì là làm chỉ cho Phật pháp, cho cộng đồng, hay không có cho mình, cho cá nhân mình, hay cho gia đình mình. So again, if we enlarge the circle of families, the family circle, we can help others. And of course, when we have extra money, we can send back to Vietnam, or when we see people suffering, we can give to them. That's one of the way. Rồi cúng dường bằng cách siêng tu thiện căn. The next one is the offerings by diligently practice the wholesome karma. Có nghĩa là sao? Thiện căn là gì quý vị? Quý vị bên Houston đó, quý vị bên chùa Phật Giác á, cúng dường bằng cách siêng tu các thiện căn, tức là các căn lành. Các căn lành là gì quý vị? Thầy giáo pháp có hỏi với thầy. Các căn lành là gì đó? Làm lời nói ngôn ngữ là thì ôn hòa dịu Lời nói ngôn ngữ ôn dàng. hòa Thì đọc nè, lời nói nè, rồi cũng như là ba nghiệp á, ba nghiệp á, thanh lần rồi con trả lời sao? tân thủ, tân thủ các vị cố cái này khai về không ai muốn ngồi được thăng hoa thì làm việc là không nên giận, không được nói lời xấu ác, không rồi. Vâng, quý vị thiện căn tức là căn lành, căn lành mình, căn lành của mình ha. Mình không có giết hại, trộm cướp, tà dâm đó. Miệng mình không có gì, không có láo, không nói lời chút chiều vân vân ham. Ý là tham sân si đó là những căn lành, tăng trưởng mình thích tu là chỗ đó, siêng tu những căn lành như vậy đó. And the next one is the offerings of practicing the wholesome karma. For example, we practice whichever techniques to transform our anger, our greedy mind, and our ignorance. We practice that we not support to kill, to steal, and so forth. So those are the wholesome karma that we need to practice. Rồi điều kế tiếp ha, cúng dường bằng cách chẳng xả nghiệp Bồ Tát. Ở đây là nói về Đức Phật hay Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta đó, khuyến khích chúng ta đó đi trên con đường Bồ Tát đạo. Để chúng tôi xin kể câu chuyện ngắn ha, để vị thấy ha. The next one is the offerings by not to let go of the câu chuyện á, thì có nói về ngài khá là Phật trong đời tiền kiếp của ngài đó ha. Thì ngài phát tâm, khi mà ngài phát tâm là bất cứ ai xin cái gì ngài cho hết. Có một vị ham vị Bồ Tát hiện xuống thì ngài mới nói rằng là giờ con người thân của con ham ở nhà đang bị bệnh đau mắt ham, xin ngài cho một cái con mắt để đem mắt đó về trị bệnh. Hồi xưa khi mà khoa học chưa có tiến bộ á, lấy cái mắt của mình rồi để là dùng để dùng cho con mắt của người khác để họ sáng ra đó. So in the past, this story relate to Sariputra, the Buddha close disciple. So in one of his past life, he made the vows to practice Bodhisattva path. And he said that
Whoever asks me anything else, I will give. Whether about my body, my hand, and so forth, I'll give out. So one of the Bodhisattva appear and test his vow. So this Bodhisattva appear at the normal person and say, can you give me your eyes? Because I need your eyes to make medicine for my relatives at home. And they were blind. So this Bodhisattva and this Sri Buddha say that okay, I give you one. Lúc đó tiền thân của Bồ Tát, tiền thân của ngài Xá Lợi Phất á, mình nói được, tôi cho, mới móc mặt ra cho, thấy không? Rồi đó, cái vị này mới nói không phải, nó lộn rồi. Con mắt mà ngài mới lấy ra đó là con mắt bên phải, mà tôi cần cần con mắt trái nè, thấy không? Thì tiền thân của ngài Xá Lợi Phất nó ok cũng được, móc ra luôn, cho luôn. So this Bodhisattva test Sri Buddha in his pastime. And of course, Sri Buddha follow his vow to give up, to take out one of his eyes. But the tester say, no, it's wrong. It should be the left eyes, not the right eyes. So of course, the past life of Sri Buddha, he took out the left one. Sau khi mà còn lấy ra hai con mắt xong á, thì cái vị đó nó nói con mắt dơ bẩn như vậy á thì làm sao cứu được ai, giúp được ai, mới chà lên, đạp lên. Thì lúc đó đó tiền thân của ngài Xá Lợi Phất cũng nói chúng sanh can cường quá, thôi không dám nữa. tự độ nhập niết bàn là khỏe rồi à, đó là câu chuyện không. So again, so after he gave out the two eyes, so that tester say, wow, it's too dirty, I don't need that. There's no way for me to make the medicine for my relatives there. At that time, the past life of Shariputra say, oh, no way, it's too hard for me to work on the Bodhisattva path. I give up now. I just want to practice myself to attain Nirvana. That's more than enough. Vì nhớ ha, đó là câu chuyện á, không có chuyện thật nhưng mà không biết thật hay, nhưng mà để nói rõ là khi mà mình tu cho mình rất là dễ, đúng quý vị? Tu cho người khác, nhất là vợ cho chồng mình á, cho con mình á, khó lắm á, đúng không? Đó là trong gia đình thôi, đừng nói chỉ là ngoài, bên ngoài cộng đồng khi mình làm việc với người khác á. Về nhà ở chùa mình nghe giảng kinh thuyết pháp xong á, về mà ông, người chồng mình, người vợ mình, con cái mình họ nhằn cái là mình đủ biết là mình giữ được tâm tâm bồ đề mình hay là khởi tâm bồ đề gai, đúng không? Nó rất là rõ ràng. So again, it's not easy. Not easy to help all the people, especially when we want to share the karma with all the people. Even they may test our patience, right, to see whether we can practice properly or not. Especially if you go back to talk with your friends or whoever, what happened if they irritate you? They say something that may out of line. It's not easy to control the anger. Rồi, cho nên cái vị mà hành hạnh Bồ Tát đó không phải dễ đâu, phải sẵn sàng xả hết, thấy không? Đương nhiên ngay cả quý vị trong gia đình hy sinh cho chồng mình, cho vợ mình, cho con cái mình cũng có những cái giây phút phải thử thách nữa, đúng không? Thực sự mình hy sinh hay không á, khoan nói chi là những người bên ngoài, đúng không? So again, there's some woman, even you want to sacrifice your life for your husband, your wife, your children, and so forth. When doing this movement, it's not easy to decide. Not talk about to sacrifice your life for other. Rồi cúng dường bằng cách chẳng lìa bồ đề tâm, là mình cúng dường mà không bao giờ bỏ cái tâm bồ đề, không bao giờ bỏ cái con đường mình tu tập, không bao giờ bỏ cái mục đích đốt đáo thành Phật, không bao giờ bỏ cái nguyện là mình về cõi Phật. Cái đó mới là cái gốc, đúng không? So the last one is the offerings by not let go of the Bodhi mind. Bodhi mind, that's the mind want to attain Buddhahood, become Buddha, to be reborn in the Western Pure Land of Amitabha, so forth. Nên đó là cái gốc chính của sự cúng dường Pháp. Thì vì còn rất là nhiều ha, chúng tôi xin nói tóm tắt lại đó ha. Quý vị nhớ từ đây về sau ha, mà chắc quý vị cũng đã nghe rồi, cũng đã hiểu rồi, nên tôi sẽ lặp lại nhắc lại thôi.
mình cúng dường về vật chất, thức ăn, nước uống, tiền bạc, của cải, vân vân, được đó, có phước báo đó. Nhưng sao bên cạnh đó phải cần gì? Phải cần có sự tu tập thì mình giữ được cái phước báo đó, còn nếu không được hết dễ đốt lắm, thấy không? So again, definitely in this passage, Bodhisattva encourage us to do the practice of giving, giving material life, but without cultivation, without transforming our mind, it's not easy to keep those kind of merit. Because within an instant, if we have angry thoughts or craving thoughts, we may burn out everything. So that's why this type of practice is so important. Thì hôm nay ha, sẵn cái nhân duyên mà quý vị bên chùa Phật Giác tụng kinh Hoa Nghiêm, đáng lẽ tôi sẽ giảng mỗi ngày nhưng vì sợ không có kịp á, nay chúng tôi xin giảng về phần này đại khái thôi, không có chi tiết ha, để vị nhớ ha những cái điều mà Phật dạy rất là thiết chân thật ha, rất là thiết thực, nhất là quý vị phát tâm mà tụng kinh Hoa Nghiêm đó đó, mình tụng là để chi, để mình hiểu, để hiểu đến chi, để hành hành đến chi, để mình có được sự lợi lạc cho chính mình và những người xung quanh, cái đó mới là cái cốt tủy, chứ không phải là tụng kinh để có phước thôi. Có phước chứ, khi mình tụng kinh có chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, có long thần hộ pháp gia hộ, mình có phước đó, nhưng mà chỉ đó bên ngoài thôi, thì chính nhất mình phải hiểu, hiểu rồi mình để hành trì để mình được sự lợi lạc cho mình và cho người khác. So again, for those people who decide follow the Manchu Sutra at the Enlightened Buddha's temple, definitely we grant a lot of merit of design the sutra, but we have to understand that design the sutra so that we can understand after understanding this, the meaning of sutra, we proven practice. So that we can bring benefit for ourselves and others. Đặc biệt, tuy nhiên là đối với kinh Hoa Nghiêm, là bộ kinh Đại Thừa, tối thượng thừa rất là khó hiểu, nhưng chúng tôi xin trích dẫn những cái phần liên hệ với kinh Hoa Nghiêm để vị thấy rất là thiết thực, mình hiểu được bao nhiêu, mình hành trì bấy nhiêu, từng bước, cứ mỗi năm mình tụng kinh được như vậy đó, mình giao duyên với kinh điển Đại Thừa rất là quý báu, So again, every year we decide this type of special sutra at the Enlightened Buddha temple. That's right that we raise this type of affinity with the principle of Buddha teaching according to the Bodhisattva path. But important thing is to put them into practice to benefit ourselves and others. Vậy thôi vì ha, tôi xin giảng đại khái thôi. Mốt sau này có duyên tôi sẽ giảng chi tiết nhiều hơn ha. Rồi, quý vị có hỏi được gì không? Xin vị nhớ nha, những cái điều này rất là dễ hiểu, phải không? Nhớ khi mà chúc tụng với nhau, mình phải làm sao đó? Phải nhắc nhở ha. Rồi, quý vị bên kia có hỏi gì không, quý vị? Hỏi Thôi vậy thôi ha, thôi vậy để chúng ta hồi hướng công đức đi ha, rồi quý vị trở lại tụng kinh tiếp ha. Rồi Đức Vân xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại đọc bài kệ hướng công đức hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mô Phật. Xin mời vị bên chùa Phật giáo.